À, Việt Nam đang nghèo mà sao cứ tặng cho Cuba với Lào vậy Duy Nguyễn thì mày ngồi đó đi mày chịu khó mày ngồi chút xíu mày rửa não để anh dạy cho hiểu không chờ chút đi có đề tài đó luôn không, con à, mà bạn giỏi trên màn hình đấy thì chưa Lào chưa thì Việt Nam mới tặng nhà cho Lào 112 triệu đô đúng không thì có một số bạn nói là Việt Nam ổ nghèo quá sao tặng ABC đồ này nọ kia các kiểu đồ tôi thấy tôi mệt quá còn cá nhân quan điểm của Duy Nguyễn á, cảm thấy á, Việt Nam tặng quà cho Lào á, là cái chuyện bình thường cái chuyện bình thường và tôi sẽ phân tích tại sao nó bình thường thứ nhất thứ nhất là bây giờ việt nam mình có một cái truyền thống mình nói cho nó phổ phủ cho các bạn dễ hiểu ha mình đi tới nhà người ta đi tay không kỳ hợp lý mà bạn đồng ý quan điểm tôi không mình đi tới nhà người ta đi tay không kỳ tôi không nói là quà lớn quà nhỏ nha tôi nói mà bây giờ mình đi tới nhà người ta mà tay không tôi nói kỳ vậy thôi à giống như tôi đi tới nhà người ta không thì tôi đi tay không còn các bạn đi tay không kệ các bạn ok đó là một điểm nha các bạn rồi tôi hỏi các bạn nè Người ta nói là uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ kẻ trồng cây sống hiện tại phải nhớ quá khứ mà 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 khi mà nhớ quá khứ có được cái hiện tại tốt thì biết nhìn về tương lai rồi bây giờ tôi sẽ phân tích bạn theo góc độ thời gian bây giờ quá khứ tôi hỏi bạn không có lào giải phóng được miền nam không từ cái bạn suy nghĩ tùy thuộc vào kiến thức lịch sử của bạn ở đâu thì bạn nhận định bằng trả lời nếu mà giả sử không có lãnh thổ lào ở đây bạn giải phóng được miền nam không đó rồi nếu mà không có lào thì có cái trận hạ lào không đường chính nam lào không rồi chưa? Rồi sau rồi, rồi trong chiến tranh Việt Nam á, nhiều khi bom rơi đạn lạc Lào nó ăn cũng hơi bị nhiều á. Có chuyện đó không các bạn? Thì bây giờ đó, cái cái những cái hy sinh mất mát của người Lào trong 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 quá khứ để gọi là giúp cho Việt Nam giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì giờ mình cà phê là chút xíu à, gì à, 112 10, 112 triệu gì đó có gì lớn lao mà có gì căng thẳng không? Không thấy nó bình thường à, thật sự tôi ăn gì ghê đó mà mà tặng tặng tòa nhà quốc hội ngộ công trình để đó đúng không cái công trình này nó mang tính chất là gì nhiều tính chất lắm rồi bây giờ tôi nói đặt tính tới món quà bây giờ bạn tặng người ta tiền người ta không nhớ đâu bạn tặng người ta cái nhà bự trà bá đó đó đúng không bạn tặng người ta một cái nhà bự trà bá đó đó thì bao nhiêu thế hệ dân biểu mình dùng chữ dân biểu nha các bạn nói chuyện cho mỹ đã hiểu đó bao nhiêu thế hệ dân biểu và thượng nghị sĩ của lào sẽ đi vô cái tòa nhà đó họp đúng chưa thì người ta sẽ nhớ tới việt nam người ta nghĩ tới à mình có được cái ngôi nhà khang trang đẹp đẽ này để mình ngồi họp là của Việt Nam mà tôi hỏi tiếp nè dân biểu với thượng nghị sĩ là đại diện cho gì đại diện cho toàn dân lào đúng chưa nó đúng chưa các bạn đúng chưa đúng thì lên 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 like rồi ba đúng thì phải lên like vậy. rồi thêm một cái nữa bây giờ mình nói tới tương lai nè nãy giờ hiện tại bây giờ mình chơi tới tương lai thì tương lai đó có hai vấn đề kinh tế và chính trị thì tôi hỏi bạn nghe lào nằm đây nè đó lào nằm đây thì ở lào rất là giàu rừng nói về rừng là lào trùm rồi thì bây giờ á này nó hơi kỳ vậy bạn <laughs> cái này nó hơi kỳ <laughs> này nó hơi kỳ nói vậy là hiểu rồi cái gì đúng không nói vậy là hiểu rồi cái gì thì không thể nào mà bạn lào bạn nhận cái nhà xong rồi bạn không có cái gì cái đó là cũng không có đó là cũng hơi kỳ đó thì cái này là góc độ về kinh tế hiểu chưa rồi cung cấp cho bạn thêm một thông tin phụ là tôi nghe đồn nằm mơ á có một con đường nó sẽ đâu đây rồi ta cái con đường nào mà nó sẽ qua đâu mà như đi ngang dũng án hay gì đó nó sẽ xẻ con đường gì đó đi qua biển đó ta không biết có không nghe thì tôi hỏi các bạn tiếp tục nghe bây giờ lào là một quốc gia nội địa không biển mà cái con đường đi gần biển nhất là đi qua việt nam thì tôi, tôi, tôi hỏi bạn á khi á, mà mình trẻ một cái con đường cho Lào thông ra biển như vậy đó thì có giá trị thương mại hay không đã, đã. mà nói về kinh tế nha có giá trị thương mại hay không nó duy Nguyễn chỉ nói những cái những những cái điểm chính thôi còn cái vấn đề cuối cùng là vấn đề là bây giờ á, ông bạn béo của chúng ta là ông bạn Trung Quốc đây ông bạn béo chúng ta ở đây mà bây giờ để mà ảnh hưởng á, thì lẽ nếu mà Việt Nam mình không làm cho nó khéo á, Việt Nam mình không làm cho nó tốt đó thì ông bạn béo qua bên Lào tặng cho cái nhà to đùng thì lúc đó Việt Nam phải làm sao? Hả? Đó là chiến lược quốc phòng an ninh. Thì lúc đó Việt Nam phải như thế nào? Bây giờ Việt Nam phải như thế nào? Nếu mà ba mặt đều giáp địch thì những cái điều mà Duy Nguyễn phân tích nãy giờ đó thì với số tiền 112 triệu đô có gì căng không mấy bạn phản động có gì căng mấy bạn phản động hả mình nói đâu cũng nhiều đã giờ bốn năm ý chưa đâu chúng ít đâu nha đó như đó thôi nhà cửa thôi mà trời ơi mà tặng cái tặng cái nhà là gì mình đánh giá rất là hay đúng không nó là đánh giá nó đi vô ý thức nó đi vô tiềm thức nó làm cho người ta luôn nhớ người ta nhìn thấy nó là người ta nhớ và người ta ngồi trong đó là người ta nhớ nó khác so với tặng tiền khi mà các bạn tặng tiền người ta xài hết tao quên à nhưng mà tặng nhà nó khác tao đồng ý được này chưa đó là nghệ thuật tặng quà đó ba rồi kết thúc vấn đề đam ngắn gọn thôi không nói nhiều quá tôi thích dài dòng nha <laughs> nước lào làm gì có dân biểu uh, nghị sĩ thông tin sai nhé bởi dân thằng ba chập ba chạm vô bị đặt dặn lưng như nguyễn mấy bạn nên nhớ là di nguyễn đam luôn đưa cái thòng lọng ra đó để cho mấy thằng cậu cậu nó đưa nó đưa cái cổ nó vô đó bạn và bây giờ con cậu bình nguyễn dính trưởng rồi kìa đúng không các bạn nếu mà các bạn nãy giờ nghe nội dung like của Duy Nguyễn nó kỹ mà nó không bị sót câu thì các bạn chắc chắn là sẽ thấy rằng con trẩu tên là Bình Nguyễn nó đưa cái cổ nó vô thòng lọng của Duy mà Duy cũng đã dăng sẵn cái thòng lọng là một một triệu tám nó hơn một một ngàn hai đó mà sao chưa có con nào đưa cổ vô hết cái thòng lọng đó cũng hơi bị buồn mở đường đi ra biển chi vậy không hiểu mở đường đi ra biển nó giảm giảm phí hàng hóa cho hàng hóa nào có giá trị cạnh tranh chứ vậy cũng hỏi nữa ba lúc đó là kinh tế lào phụ thuộc vào việt nam nó việt nam với lào giống như môi hở răng lạnh trong rừng rú không có tài điều hành đất nước vì lợi ích mà sẵn sàng chiến để triệu con dân việt nam nằm xuống mà chính nghĩa cái gì thì bây giờ mày ở trong đô thành mà mày bị trong rừng rú quýnh mày có cảm thấy chạnh lòng không đúng không người ta chỉ hỏi mày vậy thôi á nếu mà mày nói ở trong rừng rú người ta chỉ hỏi mày ở vậy mày ở trong đô thành mà mày bị trong rừng rừng rú quýnh đu đu càng bơi biển mày có cảm thấy chạnh lòng không nó giọng điệu của mấy bạn sọc con này nghe nó chán gì đâu chán quá rồi ơi tôi tôi thiệt tôi không có muốn bạn vô diễn đàn livestream tôi bạn ngồi bạn hỏi nữa tại bạn hỏi câu nào thiếu muối câu đó bạn hỏi câu nào nghe nó nó sờ tôi bi câu đó bởi vì chán lắm sai thì sai đừng biện hộ anh có nói vậy không gài thử thầm lọng gì thử đã gì gài thầm lọng thử đam xem hồi ta, nãy tao nói rồi tao nói là dân biểu nghị viên để tao gọi theo kiểu mỹ để tao cạc hẹ hồi nãy tao có nói câu đó mà tao tua lại video đó mà chúng tao 10 triệu dám chơi không bây giờ tao tua lại video tao có nói câu đó mà chúng ta 10 triệu mà dám chơi không thằng kia mày chứng tỏ là mày đúng thì mày vô đây 10 triệu còn không á tao nó không có nói câu đó tao chơi mày gấp đôi hai triệu đó không có nói nhiều trội tiền luôn à không có ghế mà thế thôi đó nha con nghèo bị đặt đú trend hả mày nghèo bị đặt đi cà khịa ghim chúa tao hồi nó, nó chơi tới chiêu tiền rồi mày lấy chiêu gì ra mà chơi với nó lào đất rộng mà dân thưa của anh duy núi không em nó đồi núi nhiều tự nhiên nói lào sai rồi đổ thừa khi ở mỹ sao hèn vậy rồi tao tao sẽ trả lời về câu này xong tao lóc mày nha tao đã nói rõ ràng tao đã dùng cái chữ dân biểu và thượng nghị sĩ để tao cà khẹ thì ở trên thế giới này nhắc tới chữ dân biểu và thượng nghị sĩ là người ta sẽ hiểu ngay quốc hội của mỹ đó là tao đang dùng cái đó để tao cà khẹ chứ mắc gì tao phải tao tao tao, tao phải nói là ừ, uh, dân biểu thượng nghị sĩ của lào thể chế của lào làm gì có dân biểu thượng nghị sĩ đúng không đó là cái tội gì mày ngu mày đưa vô cái thòng lọng của tao để tao gài bây giờ tao quăng cho mày cái pháo thứ hai mày cãi đó là gì bây giờ mày chắc là mày đúng á đó. đó. nếu mà tao không có nói câu đó trước á thì tao tao chung mày hai triệu còn bây giờ á mày, mày 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 sai thì mày chung tao 10 triệu mày không có tiền mà mày còn bị đặt bố láo nói chung mày nghèo mày ghế mỏm mà mày là sọc con là phản động đúng không thì bây giờ bon ai đánh đâu chơi mày hoài ví dụ như mày lỡ mà mày, mày mày mày, lỡ mà sọc con hay gì đó thì mày có có tiền hay là mày chịu khó quay đầu hay là gì đó thì còn có giá trị thương mại con giận vậy thôi quá dở rồi chịu ai giận tao cũng chịu tao cũng phải xử mày thôi vừa đọc được tin tin Trung Quốc đầu tư 6 triệu làm đường hầm xuyên Lào 6 triệu đô sao đủ là đường làm đường hầm xuyên Lào làm sao không hiểu tự nhiên đường hầm xuyên Lào gì 6 triệu đô trời anh Duy nghĩ gì khi phó tổng thống Mỹ sắp thăm Việt Nam và có những món quà gì nói chung nhiều khi có những món quà lớn lắm mấy bạn nhưng mà là quà mập còn cái quà mình thấy được thì chắc là cùng lắm một vaccine rồi uh, này nọ mấy cái hợp đồng thương mại nhỏ nhỏ đồ uh, vì anh ơi sao thằng Trung Quốc nó lại cứ nhâm nhe ngoài biển Đông của mình ạ à? liệu sau này nó cam mưu gì không trời đất ơi mày hỏi một câu giống như là là tuổi tiên tập yêu bây, 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 giờ Trung Quốc nó không nhâm nhe biển Đông nhâm nhe biển gì không lẽ nhâm nhe nó nhâm nhe bất cực bất cực thì đương như nó cũng nhâm nhe rồi giờ con cái biển Đông ngon nhất biển nhỏ đừng nhăm Trời ơi, em hỏi một câu giống như tủ tin tập yêu của em thôi đừng hỏi vậy nha hỏi phải... xoắn não vô hỏi phải hay hay vô điều gì xảy ra nếu Việt Nam cách ly xã hội đến cuối năm anh ơi thì anh chỉ hỏi em câu thôi lúc đó em còn tiền xài không à, dịch bệnh này lộ ra những thành phần hài hước ghê như bà ở quận 4 ra đường không đeo khẩu trang không nón bảo hiểm không giấy phép lái xe không giấy đăng ký xe mà cãi công an cãi không lại nói chung thì chắc anh nghi ngờ là trong cái thuyết âm mưu nha các bạn cái thuyết âm mưu có thể là cái bà đó bà có giấy đó bà đó bà có giấy bà mới cứng như vậy chứ nếu mà bà đó không có giấy là bà không dám cứng vậy đâu đố các bạn giấy gì mình đố các bạn giấy gì nha sự việc đó thì mình nhìn nhìn, nhận thì cũng đơn giản thôi cũng có khí khô gì hết không đâu có vấn đề đâu bạn khi xã hội thấy nó buồn buồn quá rồi xong rồi mình lên làm cứu cho nó nổ nổi vậy thôi bị phạt cũng có cũng có hai triệu sáu chứ có nhiều đâu tính ra giờ Bia có hai triệu sáu được nổi tiếng cả nước luôn mà nói gì nói chứ nhỏ gái tóc đẹp thiệt bạn. bé gái ngồi sao tóc rất đẹp. Tóc nó nhiều mà nó thẳng mà nó mượt. Trời ơi. Gì 64.000 tỷ hỗ trợ dân sao không thấy tới dân vậy? Thì bây giờ mà viết đúng chính tả đi rồi lúc đó tới tới, tới mày nghe, tại mày viết sai chính tả nên tiền chưa tới, rồi chờ đi con. À, Thái Lan bị Covid gấp 4 lần Việt Nam nhưng số người chết chỉ gấp rưỡi, trước sau gì Việt Nam cũng bằng hoặc hơn. Di Nguyễn còn gáy không? Ủa tao đâu gái gì đâu trời. Bộ tự nhiên người Việt Việt, Việt Nam bị chết mày mừng hả? Việt Nam bị Covid nhiều mày mừng hả? Còn bây giờ mày bị Covid mày có mừng không? Chứ tao, tao không mừng rồi đó. Mặc dù tới giả sử bây giờ bị Covid mà trị hết thì cũng đâu 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 thế nào những người bình thường được đâu. Đó, đâu đâu người ta vẫn thích là người ta không bị à? Chứ người ta không có thích ừ bị rồi trị hết. Bạn hiểu không? Tức là khi khi mà chúng ta, khi mà lỡ bị rồi á thì người ta muốn là ừ mình trị hết thì cái chuyện đó đương nhiên nhưng mà cho người ta chọn lựa người ta vẫn chọn lựa là thôi nên thằng Văn Vĩnh này nó nó comment một cái giọng điệu ư là phản động mày chống Việt Nam mà phản động rồi con trong khi Duy Nguyễn là một người luôn lấy cái thân mình ra để bảo vệ Việt Nam tại thấy anh Duy khịa Thái nâng Việt Nam Ủa, nếu mà tao khịa Thái tao nâng Việt Nam tao sai chỗ nào Ủa tao cũng chả có gì là tao khịa Thái cả. tao nói ừ Thái Lan có điểm này điểm kia tao đâu, tao đâu có tao đâu có lo sống lỗi với Việt Nam đâu chỉ có mày mới sống lỗi Việt Nam đó tự nhiên thấy tao khịa Thái nâng Việt Nam mày nhỏ của làm sao theo tình hình dịch bệnh hiện nay thì ngày 15 tháng 8 này chỉ thị 16 có được thay bằng 15 không Duy Nguyễn ai biết ba nếu thay được vậy thì quá ngon rồi còn sao tôi biết được thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm là 25 tháng 8 là kiểm soát dịch chìm theo chiều theo gì chì, chiều xem thời sự VTV nghe cũng mừng chỉ được như vậy Nói chung là cái chữ kiểm soát nó rộng lắm mà nó chữ kiểm soát nó rộng lắm mà tôi cũng biết kiểm soát là kiểm soát như thế nào nhưng mà chỉ quan trọng là chỉ thị nào chỉ thị 15 là được ra đường làm ăn chút đỉnh còn chỉ thị 16 là thôi giống vậy đó mà khi được ra đường làm ăn chút đỉnh đó, thì tức là nó dễ thở hơn và kinh tế nó đỡ đỡ hơn tất nhiên nó phải tùy thuộc vào tình hình dịch vì covid mỹ hôm nay nhảy lên 253 ca nhiễm kỳ duy Thì con ba cho tôi nguồn cái đã mấy mấy cái tin này đang bậy đang bạ đi bú luôn á ông cho tôi nguồn đi đó đưa đúng các bạn covid mỹ này tăng kinh ta đây chia sẻ các bạn đây nè ca covid của mỹ nè ngày 9 tháng 8 2021 235 ca Ủa lộn lộn 235 ngàn ca Má gọi Delta nó cắn Mỹ quá trời luôn Tử vong thì 720 ngàn Ủa lộn lộn 720 người Tử vong 720 người Bây giờ xem tin tức vẫn thấy nhiều người ngu ngốc Tới mức ảo tưởng Đăng tin sai trong mùa dịch vừa mất tiền vừa mất Luôn cả <laughs> Kiếm follow lô bằng dịch là một sai lầm không lối thoát tội giờ nhiều lắm bạn ơi mấy cái bê rác nó đăng cũng xàm thấy mồ luôn chứ ở gì Việt Nam Việt Nam chết hơn 4.000 người rồi anh Duy giờ ai cũng sợ rồi sợ thì ở yên nhà đi đừng có đi ra đường nữa để cho nhà nước ta chống dịch xong đi nha nó thiệt có tụi bay có cảm giác sợ tao cũng thấy mừng mừng nữa chứ tụi bay không có cảm giác sợ tao thấy buồn buồn rồi gì ở yên lấy gì ăn đó thì tùy cuộc sống thôi giờ tao nói gì thì bây giờ tao chỉ khuyên mày ở yên thôi còn nếu mà mày cảm thấy uh, mày không yên được thì mày làm gì đó mày thích vậy thôi vậy nha mà bàn cãi nữa nha đời gì à, dũng đổ đổ dũng gì đó mày nãy sao xàm, xàm nè chạy kèo nè à, anh Duy ơi em mua đồ trả góp á mà dịch không đi làm được có xin hoãn trả nợ được không anh thì liên hệ chỗ đó thôi chứ sao anh biết được em mình cứ liên hệ chỗ đó mình kêu nó thôi anh ơi thông cảm đang dịch này cho em nợ vài tháng đồ